Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Quảng Bình xử lý nghiêm tàu giã cào khai thác hải sản theo kiểu tận diệt. Liên minh hợp tác xã tỉnh đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 10 tháng 4, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình hoạt động công tác mặt trận năm 2017, quý 1 năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về công tác mặt trận trong thời gian qua và những nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, với phương thức đổi mới công tác hoạt động theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và có những công trình sản phẩm cụ thể, từ năm 2017 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung để thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo. Bằng hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả nên hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nói chung và mặt trận các cấp được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành ghi nhận và đánh giá cao. Cụ thể, thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mặt trận các cấp đã xây dựng và duy trì 324 mô hình điểm, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh, năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng 81 nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 4,3 tỷ đồng. Riêng trong quý 1 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã khảo sát và thống nhất hỗ trợ xây dựng 37 nhà ở cho đồng bào dân tộc tại địa bàn hai xã đặc biệt khó khăn là Tân Trạch và Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Để sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ cứu trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018 với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Bên cạnh việc phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác đối ngoại tôn giáo được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn. Công tác dân vận được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, mặt trận các cấp đã phối hợp thăm hỏi tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, xây dựng 15 mô hình điểm nhằm thông qua đó tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ nay đến cuối năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tập trung để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, phát động và tổ chức tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo, thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Ủy ban Mặt trận tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các đề án gắn với chương trình trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tập hợp, kêu gọi sức mạnh của con em quê hương về đầu tư các chương trình, dự án tại tỉnh, chủ động nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy chính quyền kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên mà dư luận và quần chúng nhân dân quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, đề án theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần đánh giá chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm, tăng cường công tác lãnh đạo chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận các cấp. Việc giám sát và phản biện xã hội cần lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo, dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hôm qua ngày 10 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm một số cơ sở du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn đã đến thăm tìm hiểu hoạt động các cơ sở du lịch gồm khu dịch vụ đêm Everland, nhà hàng sushi và BBQ Quảng Bình, nhà hàng Ngọc Toàn, nhà hàng Quê Nhà, khu nghỉ dưỡng Bảo Ninh Beach Resort và khách sạn Thanh Phúc 2. Đây là những cơ sở du lịch có uy tín được đánh giá cao trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương các doanh nghiệp trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và tỉnh nói chung. Đồng thời khẳng định việc đầu tư phát triển các cơ sở du lịch dịch vụ đã tạo được nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, cả doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã góp phần quảng bá thương hiệu hình ảnh du lịch Quảng Bình ra khu vực trong nước và thế giới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn cả doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ du lịch, đa dạng hóa các loại hình phục vụ, chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm, quảng bá những nét đặc sắc của ẩm thực Quảng Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là những cơ sở chuẩn bị đưa vào hoạt động, cần đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, triển khai tốt công tác quảng bá để thu hút du khách, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ du khách cho đội ngũ nhân viên, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, đặc biệt trong mùa du lịch năm nay. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định tỉnh Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cả cơ sở du lịch hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Sáng qua ngày 10 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khóa 24 đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá tình hình hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Trong quý 1, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng diện tích các loại cây trồng đạt trên 6.900 ha, trong đó diện tích lúa đông xuân đạt 5.200 ha, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt gần 780 tấn. Đến nay, huyện đã đạt 221 lượt tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phấn đấu có thêm 2 xã về đích trong năm 2018. Trong quý 1, huyện đã tổ chức lễ hội Chùa Kim Phong Núi Thần Đinh, thu hút hơn 25.000 lượt khách đến tham quan vãn cảnh. Trong quý, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp 24 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đề nghị Huyện ủy Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại trên cây trồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án của tập đoàn FLC tại xã Hải Ninh. Chiều qua ngày 10 tháng 4, Học viện Chính trị khu vực 3 phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 9 hệ không tập trung khóa học 2016-2018 tại Quảng Bình. Dự lễ bế giảng có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 9 hệ không tập trung khóa học 2016-2018 có 89 học viên. Trong thời gian 2 năm,
các học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã được nghiên cứu các chuyên đề như nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức cơ bản về một số ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý và nghiệp vụ công tác lãnh đạo quản lý. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 78 học viên đạt loại giỏi và 11 học viên đạt loại khá. 10 học viên có thành tích cao trong học tập và tham gia phong trào được nhận giấy khen của Học viện Chính trị khu vực 3. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Xuân Vinh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả mà các học viên đạt được trong khóa học vừa qua và nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong giai đoạn hiện nay là điều hết sức cần thiết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tâm và có khả năng giải quyết những vấn đề mới, phức tạp hiện nay. Đồng chí Trần Xuân Vinh cũng yêu cầu các học viên vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình công tác tại các địa phương, đơn vị đạt hiệu quả cao. Đồng thời mong muốn Học viện Chính trị khu vực 3 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Quảng Bình trong công tác đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Chiều qua ngày 10 tháng 4, Ban chỉ đạo biển đảo tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả công tác biển đảo năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo biển đảo tỉnh chủ trì. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo biển đảo năm 2017, công tác tuyên truyền tập huấn cho cán bộ nhân dân về các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề biển đảo được các sở ngành địa phương thường xuyên chủ trọng thực hiện. Trong năm đã tổ chức được 25 hội nghị tuyên truyền và đào tạo nghiệp vụ nghề cá với trên 2.700 lượt người tham gia, tổ chức 20 lượt tập huấn về biến đổi khí hậu và các giải pháp thích nghi ứng phó với hơn 1.100 người dân tham gia. Để bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức hàng trăm đợt kiểm soát trên biển, tăng cường công tác kiểm chứng tàu thuyền và lao động tại các cửa sông, cửa lạch. Qua các đợt tuần tra kiểm soát, đã phát hiện 175 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, phát hiện 22 vụ đánh bắt sai tuyến, sử dụng chất nổ khai thác thủy hải sản, đã xử lý 22 vụ vi phạm, phạt tiền 458 triệu đồng. Thời gian qua, Ban chỉ đạo biển đảo cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ, quy hoạch tổng thể về phát triển tài nguyên du lịch biển. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã đóng mới 87 tàu cá, đưa vào hoạt động, lắp đặt thêm 151 đài tàu và đã có trên 10.000 lượt tàu cá Quảng Bình tham gia hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biển đảo. Cụ thể, Sở Thông tin Truyền thông cần chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về biển đảo, những tấm gương người tốt việc tốt trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến ngư dân. Bộ đội biên phòng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo. Sở Công thương tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cần xây dựng kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo. Công an tỉnh tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã ven biển. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan cần phối hợp để tăng cường phát triển tiềm năng du lịch biển. Trong đó, Sở Du lịch cần tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ven biển. Sáng qua ngày 10 tháng 4 tại thành phố Đồng Hới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Toán học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đến dự. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 với sự tham gia của gần 700 thí sinh đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng và 11 trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Các thí sinh dự thi hai môn gồm đại số và giải tích. Ngoài các hoạt động chuyên môn, thì sinh viên, học sinh và cán bộ giảng viên các trường còn được tham gia các hội thảo về giảng dạy môn toán trong thời đại công nghiệp 4.0, chương trình giao lưu văn nghệ thể thao giữa sinh viên các trường. Đây là lần thứ hai Trường Đại học Quảng Bình vinh dự được đăng cai kỳ thi này. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 thực sự là diễn đàn để các nhà toán học,
nhà quản lý có cơ hội trao đổi các ý tưởng khoa học, cách tổ chức dạy học môn toán và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng hy vọng rằng, trong thời gian lâu lại Quảng Bình, các đoàn sẽ có cơ hội để tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc và tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Bình. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình xử lý nghiêm tàu giã cào khai thác hải sản theo kiểu tận diệt. Liên minh hợp tác xã tỉnh đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến vào giữa tháng tư tới, các chuyên gia ngành y tế ở Cuba sẽ sang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Theo đó, các chuyên gia Cuba sẽ làm việc và chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ của bệnh viện. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động chuyên môn được bệnh viện ưu tiên hàng đầu trong năm 2018 và được nhân dân hết sức quan tâm. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc bệnh viện để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Thưa ông, sắp tới các chuyên gia y tế của Cuba sẽ sang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Vậy thì các bác sĩ sẽ làm việc trên các lĩnh vực nào và dự kiến thời gian làm việc là bao lâu ạ? Vừa rồi thì bệnh viện cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh có cái đoàn cử cái đoàn sang làm việc trực tiếp với bên phía Cuba, đặc biệt làm trực tiếp với công ty SMC, công ty xuất khẩu dịch vụ y tế của Cuba, thì đã tiến hành hợp đồng 4 bác sĩ, trong đó các lĩnh vực về chuyên sâu về tim mạch, u bướu, chấn thương chỉnh hình và thần kinh sọ não cột sống. Đó là những lĩnh vực mà nhân dân Quảng Bình đang cần nhiều và đòi hỏi các kỹ thuật cao và được sự mong đợi chăm sóc tốt hơn. Bác sĩ của ba sang làm việc tại bệnh viện 2 năm. Trong quá trình làm việc sau đó, nếu bệnh viện cần, tỉnh cần thì có thể gia hạn hợp đồng. Và đợt này chúng tôi hợp đồng 4 bác sĩ, nhưng trước mắt ngày 13 tháng 4 này thì có 3 bác sĩ sang làm việc, còn một bác sĩ về chuyên gia ưu biếu phẫu thuật tuyển vú tuyển giáp thì bên chỗ công ty FMC đang cố gắng tìm chọn chuyên gia tốt, sau đó có chuyên gia có người thì bắt đầu hợp đồng chuyển sang làm việc đấy. Trong thời gian các chuyên gia Cuba làm việc tại bệnh viện thì các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã có kế hoạch gì để tiếp cận các kinh nghiệm và các kỹ thuật mới từ các chuyên gia Cuba? Các chuyên gia làm việc của bác sĩ Minh giống như bác sĩ thực thụ của Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, trong quá trình làm việc với nhau trao đổi học hỏi và chuyển giao các kỹ thuật mới, các kỹ thuật tiên tiến để khi họ về thì các kỹ thuật đó bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam Cuba thực hiện được tốt những kỹ thuật đó. Tất cả các phương tiện thì đã được có sẵn ở Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới. Những kỹ thuật đó hiện tại đang làm tại bệnh viện, nhưng mà để đặt niềm tin cho nhân dân hay chưa và kết quả có tốt hẳn chưa thì thực ra cái đó thì đã có sẵn, nhưng mà nhờ Cuba sang để cùng làm việc để phát huy cái công các cái trang thiết bị đó lên. Về ngôn ngữ thì bệnh viện đã chuẩn bị đội ngũ phiên dịch thông ngôn cho các bác sĩ Cuba bằng tiếng Anh. Như vậy thì các chuyên gia Cuba làm việc tại bệnh viện có khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nhập viện hay không, và chi phí khám chữa bệnh sẽ được tính như thế nào ạ? Thực ra thì khám chữa bệnh cho bệnh nhân đó là mục tiêu của mình. Đó đương nhiên là họ sẽ khám trực tiếp, chữa trực tiếp cho bệnh nhân giống như bác sĩ hiện tại đang làm việc tại Bệnh viện Việt Nam Cuba. Thế còn về chi phí thì đương nhiên mình hợp đồng thuê chuyên gia, nhưng mà về phía tỉnh ủng hộ rất là mạnh, đã chi phí cho 50% tiền chi phí thuê chuyên gia. Đó trước mắt bệnh viện chưa có thay đổi gì về giá. Tất cả giá dịch vụ khám chữa bệnh về bảo hiểm y tế và viện phí được thực hiện theo quy định của nhà nước Việt Nam. Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ. Thời gian qua, nguồn lợi hải sản ven bờ biển tỉnh Quảng Bình đã ảnh hưởng nghiêm trọng do kiểu đánh bắt hải sản bằng phương tiện giã cào tận diệt khiến người dân bức xúc. Điều đáng quan tâm là các tàu đánh bắt hải sản bằng phương thức giã cào đa phần đến từ các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Bình Định, trong đó có cả ngư dân Quảng Bình. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn chỉ đạo các ban ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử lý các tàu giã cào khai thác hải sản theo kiểu tận diệt ở vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các đồn biên phòng tuyển biển của tỉnh phối hợp với các địa phương vùng biển tăng cường lực lượng, tổ chức phương tiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với tàu giã cào có hành vi vi phạm trong việc khai thác hải sản ven bờ theo kiểu tận diệt trên vùng biển của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu tham mưu cho tỉnh ra quyết định riêng trong xử phạt tàu giã cào vi phạm để đủ sức răn đe, tiến đến hạn chế hoàn toàn kiểu khai thác hải sản sai trái này. Tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh từ các địa phương, ngư dân nhằm làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhanh các hành vi vi phạm trong khai thác hải sản, đặc biệt là việc khai thác bằng phương pháp giã cào tận diệt hải sản ven bờ biển của tỉnh. Song song với việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các địa phương và các đơn vị chức năng tăng cường đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm, có ý thức trong việc bảo vệ phát triển nguồn lợi hải sản ven bờ. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2018, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xử lý gần 100 vụ vi phạm trong khai thác hải sản, thu phạt hàng trăm triệu đồng. Tập đoàn FLC vừa gửi công văn tới Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề xuất tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp sân bay quốc tế Đồng Hới. Tập đoàn FLC đề xuất tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp sân bay quốc tế Đồng Hới theo hình thức BOT. Kiến nghị này được cho là bắt nguồn từ chiến lược hoạt động của thương hiệu hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu FLC, vốn đang trong giai đoạn nước rút cho mục tiêu cất cánh vào cuối năm 2018. Được biết, Chính phủ đang giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức phê duyệt điều chỉnh nâng cấp sân bay và nhà ga quốc tế Đồng Hới Quảng Bình. Việc tham gia của FLC vào hạ tầng hàng không tại Quảng Bình, nếu được chấp thuận, sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc nâng cấp một sân bay quan trọng của miền Trung, tăng cường thu hút du khách đến với Quảng Bình. Hiện sân bay Đồng Hới có 4 hãng hàng không nội địa khai thác đường bay đến Đồng Hới là Vietnam Airlines, Vasco, Vietjet Air và Zeta Pacific Airlines. Với 3 đường bay nội địa Đồng Hới Hà Nội, Đồng Hới Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Hới Hải Phòng. Từ tháng 8 năm 2017, công ty cổ phần hàng không Zeta Pacific mới mở thêm chuyến bay quốc tế đầu tiên là Đồng Hới Chiang Mai Thái Lan với 2 chuyến bay thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Sau 10 năm chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 2008, cảng hàng không Đồng Hới đã có tổng cộng 13.157 lượt chuyến bay đi và đến và trên 225 tấn hàng hóa thông qua với gần 1,5 triệu lượt khách. Riêng sản lượng khách năm 2017 đạt trên 468.000 lượt khách, gần bằng công suất thiết kế sân bay. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực trong phát triển du lịch, nên từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đến du lịch tại huyện Bố Trạch tăng cao. Theo đó, khách quốc tế đến du lịch tại huyện Bố Trạch đạt trên 50.300 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Để phát triển du lịch theo hướng bền vững, huyện Bố Trạch đã hỗ trợ 15 triệu đồng đối với mỗi mô hình du lịch cộng đồng, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình khuyến nông khuyến ngư ở các địa phương nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng như dâu lạc Nguồn Son, cá trắm Phong Nha, ổi Hương Trạch. Đặc biệt, nhiều lễ hội được tổ chức trong thời gian tới như đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch lần thứ 2 và hội thi cá trắm sông Son, hứa hẹn sẽ góp phần quảng bá nét văn hóa đặc sắc của huyện và thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình đã thể hiện vai trò là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên. Qua đó đã vận động và thành lập ngày một nhiều hơn các hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hợp tác xã Nông nghiệp Thống nhất Đồng Phú được thành lập vào năm 1960. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, qua gần 60 năm, hợp tác xã đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2015, Hợp tác xã Thống nhất Đồng Phú chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hiện tại, hợp tác xã có 368 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất lúa, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại. Trong thời gian gần đây thì nhận được sự hoạt động phong trào thi đua của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình về việc kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, Hợp tác xã Nông nghiệp Thống nhất Đồng Phú đã phát động thành viên trong Hợp tác xã phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội Thường niên 2017 đã đề ra, và trong thời gian này đang tập trung chỉ đạo là phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột và cung cấp đầy đủ các khâu dịch vụ thủy lợi để đảm bảo cho lúa làm đồng và trổ tốt, đạt năng suất cao trong vụ đông xuân 2017-2018, đã được thành viên tin tưởng và phấn khởi vào cái sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Hợp tác xã. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các chương trình dự án, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình đã liên kết với các trường trung cấp dạy nghề và trung tâm đào tạo trong cả nước tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,
kỹ năng quản lý cho cán bộ, bà con xã viên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong thời gian vừa qua, đối với hợp tác xã ở đấy thì phải nói là gần giống như một cái bà đỡ cho cái hộ gia đình phát triển. Đặc biệt nhất là trong cái công tác là sản xuất, giải quyết những cái khâu là dịch vụ khó khăn, giải quyết công ăn việc làm cho cả cái hộ thành viên. Mỗi một thành viên như chúng tôi thì phải cố gắng làm thế nào đó để mình vừa là xây dựng được cái kinh tế của gia đình, vừa là xây dựng được cái mô hình của hợp tác xã, để là nâng cao được cái vị thế và vai trò của cái người nông dân, đặc biệt là cái vị thế và vai trò của là hợp tác xã, nó phù hợp với cái truyền thống của là hợp tác xã Việt Nam. Đến nay, tất cả các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Theo đó, toàn tỉnh có 274 hợp tác xã và tổ hợp tác với tổng nguồn vốn hoạt động lên trên 3.000 tỷ đồng, thu hút gần 120.000 thành viên và trên 4.000 lao động. Hưởng tới kỷ niệm 72 năm ngày hợp tác xã Việt Nam, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất như đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất cho kinh tế hộ. Với mục đích nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên và đưa hoạt động của các hợp tác xã ngày càng phát triển. Hàng năm như dịp 11 tháng 4 chúng tôi đầu năm là ra một cái chương trình và phát động cái phong trào thi đua đến được các hợp tác xã để tổ chức kỷ niệm cái ngày hợp tác xã Việt Nam, để rồi là ôn lại truyền thống, tăng cường thêm cái tinh thần yêu nước này, tình tự lực tự cường của khối kinh tế tập thể trong cái việc xây dựng khối tập thể vững mạnh, đóng góp thật tốt cho cái phát triển kinh tế của địa phương. Các thành viên của hợp tác xã rất tin tưởng về hợp tác xã và các hợp tác xã đã ngày càng phát triển. Vì hiện nay trong toàn tỉnh đã là phát triển mạnh, đặc biệt là về lĩnh vực nông nghiệp. Thì qua cái vai trò của liên minh thì phải nói xác định được là cái quan trọng của mình, và chúng tôi cũng phải cố gắng trong thời gian tới sẽ tiếp tục thì thực hiện tốt cái chức năng của mình để làm cho kinh tế tập thể của tỉnh nhà phát triển mạnh hơn. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò của cả hợp tác xã trong liên kết sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân. Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, nhà hầm chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy phải bình tĩnh suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người. Phần của chương trình Quảng Bình ngày 10 sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 9 tháng 4 đến 15 giờ ngày 10 tháng 4, trên địa bàn toàn tỉnh có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết và một người bị thương tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Công an huyện Lệ Thủy đã khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ xử lý vụ việc. Các địa bàn khác không có tai nạn giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 75 trường hợp, dự kiến phạt tiền khoảng 70 triệu đồng với các lỗi chạy quá tốc độ quy định 32 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 10 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 7 trường hợp, thiếu đèn tín hiệu 8 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 5 trường hợp, không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, các lỗi khác 8 trường hợp. Mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông, đặc biệt đã lái xe thì không uống rượu bia, đã uống rượu bia thì không lái xe, nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác khi đi lại trên các tuyến đường. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước.
để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 11 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mới thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm từ 55 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 62 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 63 đến 95%. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2018, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%.